Hello anh em, chào mừng anh em trở lại kênh của Thiện Harley. Hôm nay là một video báo giá ưu đãi xe tại showroom Harley Davidson Phú Mỹ Hưng nha anh em. Thì xe cộ hiện giờ của Harley đang có cái giá siêu tốt. Thì kèm với những cái giá siêu tốt thì có những mẫu xe đỉnh cao siêu lứt. Đó, cho nên là để thử cùng Thiện xem coi ở showroom quận 7 có gì nha anh em. Ok. Mình vào showroom thôi. Vừa mới vào thì ở ngoài là mưa rồi anh em ha. Đó, showroom quận 7 thì hiện giờ xe cũng đang vơi bớt. Tại vì những cái mẫu xe mà lướt á, bữa mà Thiện đăng cho anh em á thì đã bán gần hết rồi, chỉ còn một số chiếc thôi. Cho nên hiện giờ giá xe lướt chính hãng và xe mới đang rất là tốt anh em ha. Còn anh em nào chưa mua xe thì có thể mua quần áo ở đây. Ở đây thì ít hơn là bên quận 2 anh em ha. Đó, ví dụ như anh em nào mà ở gần quận 7 này á thì ghé qua đây mua cũng có vài những cái mẫu áo thun rất là đẹp, dễ thương. Rất là ok ha. Rồi, đây, trước khi mà quay những cái xe mới khác đi, Thiện sẽ gọi là review nhanh lại cho anh em hai chiếc xe CVO đẳng cấp đỉnh cao xe lướt. Thì anh em thấy có gì lạ không? Có nghĩa là lần trước ở đây góc này là ba chiếc mà bây giờ chỉ còn hai chiếc thôi. Thì Thiện nói anh em rồi, những chiếc xe như thế này á là những anh em đúng nhu cầu, đúng cái đam mê là mua thôi, không cần quan trọng cái giá nó quá đâu anh em mà ha. Những cái dòng xe này tuy là 1-2 tỷ vậy đó, nhưng mà cứ đúng đam mê, đúng nhu cầu, có điều kiện là mấy anh em chơi thôi. Đó, thì hôm bữa là chiếc CVO Limited 2021 đã bán rồi, màu Bronze Armor, chứ nó chỉ có hai chiếc ở Việt Nam thôi. Rồi, bây giờ chiếc này chỉ có một chiếc duy nhất tại Việt Nam nè anh em. Đây là chiếc Roadline anh em ha. Mà Roadline Limited nữa, nghĩa là sao? Nghĩa là Limited á, nếu mà Roadline không á thì nó sẽ là không có cái hai cái yếm và có cái thùng. Còn Roadline Limited á thì nó giống như dòng Ultra Limited vậy đó, có hai cái yếm hả, giải nhớ giải mát, làm mát bằng két nước anh em ha, dầu gió, và có thêm cái tựa lưng và cái thùng King Park. Sao gọi là thùng King, nó to mà. Còn cái thùng chóp thì nó nửa vậy thôi. Rồi, cái giá nè, 2 tỷ 153 triệu. Nhiều anh em hỏi thì alo bớ không em. Nói vậy nè anh em cho nó rõ, có nghĩa là lại câu chuyện thì nói anh em nghe. Hồi trước á, cái kiểu mà mua bán á, thì nó là cái kiểu đôn giá lên để anh em trả giá, gặp nhau ở giữa thuận mua vừa bán. Còn bây giờ thật sự ra cái thời đại 4.0 này, cái gì nó cũng phải nhanh gọn anh em. Thời thế mua bán này nọ nó thay đổi hết rồi, cái tư duy nó thay đổi hết rồi. Giá để trên đây là giá tốt nhất, hiện tại là giá tốt nhất. Còn nhiều anh em hỏi là thôi bây giờ gọi điện cho Thiện xem, thôi bây giờ cho anh giá tốt hơn đi, cho anh giá tốt hơn đi, anh mua. Thật sự ra như thế này anh em, thứ nhất á, nó sẽ có những cái điều kiện như thế này. Anh em ghé qua showroom coi thử cái xe này trực tiếp bằng chính đôi mắt của mình, ngồi lên xe rồi được Thiện hỗ trợ, có thể là cảm nhận được cái xe 100% cái đã. Rồi sau đó anh em mới có thể nói chuyện về giá. Và thậm chí Thiện hứa với anh em luôn, khi mà anh em lên trên đây rồi đó, anh em ngồi lên cái xe, anh em coi hết những cái đồ chơi mà Thiện quay ở trên đây cho anh em coi, thì anh em chắc chắn là sẽ hiểu là cái giá này anh em đang mua rất là hời, siêu hời luôn so với lại cái giá mà anh chủ trước ảnh mua ảnh đổ cái xe này. Full đồ chơi hơn 400 triệu, chiếc xe duy nhất hồi xưa lăn bánh gần 3 tỷ, nay bán cho anh em nè. Có phải là cái anh chủ xe anh đã rất là hiểu tâm lý người chơi chưa? Anh đưa vô hãng, dĩ nhiên anh em nói đưa vô mấy anh em hãng phải có ăn chênh lệch này nọ. Anh em kinh doanh là phải có lời. Anh em kinh doanh cái gì anh em cũng phải lời, nếu mà không lời anh em đâu kinh doanh, đúng không? Thì cái việc mà mua bán nó cũng diễn ra như vậy hai anh em ha. Còn nếu như mà anh em nào mà vẫn chưa ưng, cảm thấy với cái giá này á, có thể anh em nghĩ là nữa đi, giảm sâu nữa đi, thì nhìn trên đồ này tháo ra bớt cho anh em thôi. Ví dụ anh em thích cái xe này quá, cái màu này quá, nhưng mà bắt buộc ví dụ như giảm thì 50 triệu hay là gì đó,
thì thôi xin phép lại lấy lại một số món đồ chơi ở trên xe này để lại xin anh chủ, vậy thôi. Rồi còn hỏi là tại sao không hỏi chủ xe, chủ xe họ đã chốt với cái giá này rồi anh em ha. Cho nên là độc nhất Việt Nam, có thể như anh em nói là với cái giá này anh em có thể mua được CVO mới 2024 hoặc là 2023. Ok, hấp dẫn, ô vẫn là được luôn anh em. Nếu anh em mua xe mới như vậy là ok, nó hiện đại hơn, nó nhiều đồ công nghệ hơn. Nhưng đây là một chiếc xe độc nhất, duy nhất, anh em sẽ không kiếm ra được chiếc thứ hai. Đó, nói như vậy là biết là chắc chắn là cái xe này nó chất lượng cỡ nào. Và odo của nó nè anh em, 723 cây như xe đập thùng, quá đẹp. Rồi xe này thì hai chiếc ở Việt Nam giá nè 1.915.000.000 cứng giá anh em ha. Thật sự ra Thiện rất thẳng thắn, xe nào mà có thể giảm được cho anh em Thiện có thể fix cho anh em. Thuận mua vừa bán nhưng những hai cái xe này đặc biệt giá cứng ngắc anh em ha. Đó, và các anh chủ xe khi mà mua cái xe CVO Limited, cũng CVO Limited 2021 Roll Ammo full giá anh em ha. Vì sao? Họ nhìn được cái giá trị của chiếc xe, họ cảm nhận được khi mua chiếc xe họ lời chứ không hề lỗ nha anh em. Cho nên là thời đại 4.0 rồi, mình không làm mất thời gian của nhau nữa, giá là đưa lên trên đó là giá tốt nhất cho anh em. Anh em tới anh em chốt cái xe chất lượng được đảm bảo, mua về Thuận mua vừa bán giấy tờ hợp lệ, tất cả mọi thứ ok, chứ không có phải là thôi em xuống đi anh lên đi em xuống đi qua lại như vậy mất thời gian. Thay vì làm việc với một người như vậy có thể làm việc rất nhiều người và có rất nhiều người quan tâm anh em ha. Ok, rồi tiếp theo đây là chiếc CVO Streetline 2022 1.915.000.000, odo là 972 cây, cũng là một con số quá ấn tượng. Những xe này độ là như nhau, biển Sài Gòn đó, phục là phục Olin Swimming Eagle, nói chung là full dành cho những anh em mà thật sự ra đam mê sưu tập cái dòng CVO này. Và cái màu này chỉ có hai chiếc ở Việt Nam, và tất cả hai chiếc đang hiện giờ trong miền Nam anh em ha. Đó, hai chiếc đỉnh cao xe lướt, lâu rồi thì mới quay lại đó. Anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp cho Thiện nha. Rồi qua xe mới đi, Heritage Classic 2023 màu VV Black, bánh căm đây, bánh căm đẹp nha anh em. Đó, giá nè 949.000.000. Ok, hiện giờ đang có ưu đãi anh em, đang có ưu đãi hơn 100.000.000. Đó, cụ thể như thế nào anh em liên hệ trực tiếp với Thiện nha. Đó, mình bàn về cái giá xe. Thật sự ra bây giờ cái xe này á, nó cũng khá là dễ mua rồi. Những chiếc xe Clay bây giờ nó cũng khá dễ mua so với lại cái thời trước rồi anh em ha. Nói chung là mình hòa vào cái nhịp thị trường theo thời giá nó hợp lý. Heritage Classic là một cái dòng xe gọi là anh cả của Shoptel, hai thùng có sẵn, da ha mịn đẹp, có cái đó, cái này là cái mão chống gió, cản gió đó, kính chắn gió to có thể tháo được, rất là tốt anh em ha. Rồi qua đây, bên đây thì hơi ít xe chút xíu, nhưng mà quan trọng là anh em biết giá với ưu đãi thôi. Nightster 579.000.000 Vivid Black, hay à, ưu đãi cho anh em 90.000.000 anh em ha, 90.000.000 cho anh em đó. Cho nên là anh em cứ thoải mái ha, xe Nightster, mẫu xe nhỏ gọn linh hoạt. Anh em nào mà tìm kiếm mấy xe beginner chạy mẫu này ok ha. Rồi có chiếc xe lướt nè anh em, 399.000.000 500 2022 nè. Cái xe này thì Thiện chia sẻ thật nè, vẫn có thể giảm được nữa cho anh em nè, nếu anh em nào thích liên hệ Thiện giảm nữa cho anh em ha, dễ chơi, nói giá được mua được liền luôn. Xe này xe đã qua sử dụng, chạy được 4.859 cây ha. Đó, thì những chiếc xe nào mà Thiện có thể làm cái giá tốt nhất cho anh em thì Thiện sẽ báo cho anh em trực tiếp trên đây, không có giấu gì đó. Những anh em nào mà đã coi cái kênh của Thiện là biết cái kiểu của Thiện là có làm sao giá sao nó như vậy, chứ không có phải là úp úp mở mở mồi chài anh em để anh em gọi là
có được những cái cuộc gọi điện của anh em để rồi làm chi, khi mà anh em đã không xác nhận mua hay không quan tâm, anh em gọi điện là mất thời gian của đôi bên, đúng không anh em? Có thể là ví dụ chưa mua gọi điện, ok anh vẫn thích nhưng mà anh đang tham khảo ở kết bạn Zalo tư vấn hay là như thế nào đó, kết bạn Facebook giới thiện vẫn ok, chứ không cái phải là cái kiểu xe này nó rẻ quá liên hệ em đi giá mua này nọ kiểu, rồi xe này kia ABC, cái kiểu đó cái kiểu mồi thì không thích. Thiện cũng là một cái người chơi xe mua xe cho nên Thiện có biết là cái giá có được hay không, vậy thôi anh em ha. Và như Thiện nói rồi, thích xe nào lên trực tiếp gặp liên hệ Thiện, Thiện hỗ trợ cho anh em coi Thiện có thể giúp được cái giá nào tốt nhất cho anh em ha. Thiện là ở giữa là cái người móc nối cho anh em đó mua được chiếc xe đúng nhu cầu, đúng ý, và Thiện có đem lại lợi nhuận cho công ty để đem lại giá trị cho bản thân Thiện là thu nhập của Thiện. Cho nên là anh em cứ yên tâm ha, thích xe nào liên hệ Thiện. Breakout 2024 949 triệu, nó cao hơn năm trước 10 triệu. Rồi, mẫu này 24, anh em hỏi có giảm giá không? Tặng voucher. Vậy thôi. Voucher bao nhiêu liên hệ Thiện ha. Tặng voucher cho anh em. Mẫu xe này rất là đẹp. Đây, chiếc này giảm giá nè. Sportline màu Alas Silver 809 triệu, hiện giờ đang giảm 110 triệu. Chỉ còn 699 triệu cho một chiếc xe Harley Softail 1745cc. Chiếc xe 2 trong 1, tháo được cái thùng, tháo được cái mão. Rất là nhỏ gọn, dễ chạy ha anh em ha, tiện lợi đa dụng. Rồi, chiếc kế bên Fastbox 114/2023. Anh em để ý cái năm nha, thì nói những năm xe 2023 là giảm trên 100 triệu hết. Rồi, chiếc này màu Grey Haze 110 triệu luôn anh em, giảm 110 triệu giá xe, chỉ còn có 699 triệu. Máy 1868cc, phục upside down, hai phanh dĩa, xe có thiết kế mạnh mẽ hầm hố, cơ bắp. Hồi xưa 700 mấy 800 triệu á, lăn bánh mới được chiếc xe này. Bây giờ hơn sơn hơn 700 chút xíu là có một chiếc xe mới hoàn toàn luôn. Quá hời, quá tốt. Rồi, ở đây, đây chứ đi, Pan America thì ưu đãi còn khủng nữa. Mẫu xe ADV đầu tiên của Harley Davidson, màu này là màu Gunship Grey Metallic, 869 triệu, giảm trực tiếp 300 triệu cho anh em luôn, tặng mô. Giảm 300 triệu tiền mặt là còn 569 triệu, mà còn tặng thêm bô Swimming Eagle nữa, bô xịn chính hãng luôn em ha. Đó, quá tuyệt vời, cái giá này là quá tốt à. Ngoài ra Thiện còn có những chiếc xe đã qua sử dụng hay là những chiếc xe của công ty 399 triệu, Pan America bảo hành 2 năm cho anh em luôn, tha hồ lấy về trải nghiệm. Rồi, qua dàn Touring Roadline ST màu White Sand Pearl, 1.329 triệu. Xe này giảm 150 triệu cho anh em luôn nha. Xe này cũng vậy, 150 triệu luôn. Streetlight Special màu đen, 1.229 triệu, giảm cho anh 150 triệu luôn. Nói nếu nói chung là ở Sài Gòn thì cái xe này nó ngót nghét khoảng 1.1 hơn, chưa đến 1.2 là anh lăn bánh cho anh em rồi đó. Đó, như vậy cho anh em về hình dung ha, hồi xưa làm gì tầm tiền đó mà mua được chiếc xe này. Rồi, Roadline Special mà 2 màu, 1.279, cũng giảm 150 triệu luôn anh em ha. Đó, đó là những cái gì mà đang diễn ra ở Harley Davidson anh em ha, được trợ giá. Dĩ nhiên là mùa này anh em vẫn có rất là nhiều cái dòng suy nghĩ, những cái luồng suy nghĩ hãng xe này hãng xe kia, nhưng mà để Thiện nói cho anh em nghe thế này, khi mà anh em đã vô tình á, nếu mà anh em đã biết được Harley Davidson, anh em đã yêu thích cái thương hiệu này, thì đây là cái thời điểm quá tuyệt vời để mình có thể tậu một chiếc Harley Davidson về chính hãng, mua mới, tham gia cuộc chơi hoàn toàn đẳng cấp, hoàn toàn mới anh em ha. Đó, anh em sẽ cảm thấy là wow, anh em sẽ có cái chữ wow ở trong đầu, đúng rồi, mình đã chọn đúng rồi, phải chi mình chơi sớm hơn. Đó, báo giá sơ sơ xe như vậy cho anh em ha. Ok, và số điện thoại quen thuộc của Thiện là 0902 47 4677 nếu anh em
thích xe nào, thích mua xe, thích cần tư vấn như thế nào, hay đơn giản chỉ thích trò chuyện với Thiện thôi, vẫn happy sẵn sàng với anh em ha. Rồi, anh em thích video này cho Thiện một like, một subscribe, để lại comment và chia sẻ video này giúp Thiện nha. Ok, hẹn gặp anh em ở những video lần sau. À, và tuần sau, vào thứ bảy, Thiện sẽ có một cái chuyến đi chơi khá là vui vẻ, có gì Thiện sẽ quay lại cho anh em nha.